đến với tiêu điểm robot Lead, chiến binh bất diệt. Thống trị Meta phiên bản 5.4 cách đây 3 năm, Lead chính là quái vật thực sự đem đến nhiều nỗi ám ảnh nhất trên chiến trường đối với bất kỳ kẻ thù nào đối đầu với nó. Sở hữu hai ấn bản đặc biệt bao gồm Kara Lead và Forze Lead. Robot này cũng được xem như con cưng của nhà phát hành khi vác trên mình 4 khe vũ khí hạng trung bình, đứng ngang ngửa hàng hỏa lực với Typhon. Sở hữu điểm phòng thủ lên đến 900 điểm, cao bậc nhất trò chơi, được tích hợp vào kỹ năng kéo dài 9 giây. Vì thế, Lead trong 9 giây này gần như bất tử trên mọi mặt trận và không kẻ thù nào có thể xuyên qua được hàng phòng thủ của nó. Kích hoạt kỹ năng tăng tốc độ di chuyển và lá chắn phòng thủ. Trong quá trình này, tổng cộng 9 giây, Lead được tăng điểm phòng thủ lên đến 900, và nếu như có kẻ thù nằm trong tầm hoạt động của nó sẽ tạo liên kết với kẻ thù và phản lại 35% tổng lượng sát thương mà nó nhận vào trong quá trình kích hoạt kỹ năng. Lưu ý, kỹ năng này có thể lựa chọn mục tiêu nhận vào sát thương và mục tiêu trả lại sát thương riêng biệt, cũng có nghĩa là bạn nhận nguồn sát thương từ một robot khác và phản lại nguồn sát thương vào robot mà bạn tạo liên kết là một robot khác nữa. Vì thế, Lead có khả năng chuyển đổi sát thương từ robot kẻ địch này sang robot kẻ địch khác. Vì thế, bạn có thể sử dụng để lựa chọn mục tiêu yếu máu hoặc mục tiêu dễ bị tiêu diệt nhất để tạo liên kết và phản lại lượng sát thương mà bạn nhận vào trong thời gian kỹ năng hoạt động. Format Minred tăng tốc độ di chuyển của Lead lên 30% trong khi kỹ năng hoạt động. Kỹ năng này sẽ giúp cho Lead trở thành một robot chuyên thả diều trong lúc bật kỹ năng và hấp thụ sát thương. Skill bạn cộng chủ yếu vào tăng độ bền, tăng tốc độ, tăng sát thương vũ khí hoặc tăng sát thương vũ khí đầu ra trong khi kỹ năng của Lead hoạt động để làm cho nó hiệu quả hơn khi bật kỹ năng trong vòng 9 giây. Lead sở hữu điểm phòng thủ cao nhất, bậc nhất trò chơi, vì thế Lead có thể phù hợp với rất nhiều loại vũ khí khác nhau, từ tầm xa cho đến tầm gần. Bạn có thể sử dụng những loại vũ khí choáng chân để tăng thêm hiệu quả của kỹ năng 9 giây của Lead, như Fusa hoặc Fighter, những loại vũ khí tăng sát thương trong thời gian ngắn như loa, dao, scorcher, med, tất cả đều có thể sử dụng được. Nói chung, hiện tại Lead chính là một trong những robot rất ưa về vũ khí, bạn có thể lắp như thế nào cũng được, nhưng bạn phải sử dụng kỹ năng một cách hợp lý để phát huy tối đa sát thương của những loại vũ khí. Có thể sử dụng bộ 3 module IA, NA và RA để tăng điểm thủ, tăng độ bền và tăng sát thương đầu ra của vũ khí. Ở đây mình sử dụng đó là 2RA để bổ sung thêm phần điểm thủ, một phần điểm thủ và một phần hồi máu để làm cho Lead trở nên trâu hơn trong khả năng solo tay đôi, và một module IA để tăng thêm độ bền cũng như kháng hiệu ứng. Ở đây module cũng chưa phải gọi là mạnh, cho nên mình đã sử dụng 2 cái RA, vì IA hiện tại nó cũng chưa mạnh nhưng mà nó sẽ góp phần tăng tốc độ của Lead để giúp Lead di chuyển nhanh hơn. Anh em có thể sử dụng những module tùy ý nhưng yêu cầu ít nhất là 1RA hoặc 1IA để bổ sung thêm một phần độ bền hoặc một phần điểm thủ mà Lead đang thiếu. Về phần gameplay, Lead là một trong những robot sở hữu điểm thủ cao nhưng kỹ năng chỉ kéo dài 9 giây, vì thế bạn hãy lựa chọn địa hình một cách phù hợp. Robot này có thể được sử dụng dùng làm vị trí bắn tỉa, sử dụng khẩu Fighter hoặc Fusa để đứng từ xa bắn tỉa và kích hoạt kỹ năng, khiến cho những đối thủ không thể nào solo lại với điểm phòng thủ của nó được. Và khi hết kỹ năng, bạn phải có được một chỗ núp dự phòng, nếu không bạn sẽ trở thành mồi cho kẻ địch. Vì điểm thủ cao như thế, nhưng khi hết kỹ năng thì Lead cũng chỉ là một con robot máu giấy bình thường mà thôi. Đấy, vậy thế, nếu như bạn sử dụng vũ khí tầm gần như dao hoặc loa, bạn có thể hổ báo hơn khi kích hoạt kỹ năng lao thẳng lên tấn công đối phương, hoặc sử dụng trong FFA để đi càn quét kiểu ít đối thủ nhưng hạn chế lao lên giữa đội hình đối phương. Khi kỹ năng của bạn kết thúc thì bạn cũng sẽ nằm xuống như những con robot máu giấy khác mà thôi. Vì thế,
bạn hãy sử nếu như muốn sử dụng Lead, bạn phải là một tay lái thật lụa và kỹ năng tư duy đỉnh cao thì bạn mới điều khiển con này một cách hiệu quả được. We'll be right back.